Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ com và ngày hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn một cái app chỉnh màu cực kỳ đẹp luôn. Và đa số những cái hình khi mình up ở trên uh, Facebook cá nhân á, mình đều sử dụng qua cái app này để chúng ta chỉnh màu nhìn cho nó ấn tượng hơn. ha Rồi nếu là đây là lần đầu các bạn đến với kênh của mình, đừng quên kéo xuống chút xíu, nhấn nút subscribe, nút đăng ký và uh, nhấn cái nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh nút subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai ha. Rồi, ok, cái phần cái app ngày hôm nay mình muốn giới thiệu á, nó tên là RNI Film. Rồi ở cái giao diện đầu các bạn sẽ có cái gì như này, các bạn chỉ việc nhấn vào load photo để chúng ta chọn cái uh, hình mà các bạn muốn chỉnh. Thì ở đây mình sẽ chọn đại một cái hình uh, hình này đi. Rồi thì đây là sẽ là hình mà mình muốn chỉnh. Ở đây á thì chúng ta có thể chọn được bất kỳ cái màu nào các bạn muốn ở phía dưới này. À, những cái màu này đa phần là miễn phí và nó sẽ có rất là nhiều cái rub. À, các bạn thể trượt ngang qua để chúng ta chọn cái group À, ví dụ slide instant uh, black and white kiểu đó, trắng đen kiểu thế uh, vintage các thứ nhưng mà đa phần là mình cái mình sử dụng cái uh, negative nhiều nhất bởi vì mình cảm thấy màu đó khá là đẹp đó tuy nhiên đa số là miễn phí, tuy nhiên không phải là tất cả và khi các bạn kéo sang các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ cần phải mua à, những cái gói này nó khoảng cỡ 89.000 nghìn một gói, đều là. Tuy nhiên ở bên phần slide á, thì để chúng ta mở rộng cái gói ra thì các bạn chỉ việc click vô và các bạn share à, trên Facebook thì tự động à, RNI nó sẽ mở rộng ra cho các bạn miễn phí. Ha, rồi, ok với cái màu này thì mình cảm thấy khá là ổn. Bây giờ thì mình sẽ chuyển qua cái tab. Uh, setting rồi bên tab này thì các bạn có thể chỉnh uh, uh, chỉnh lại những cái chi tiết trên hình làm sao cho nó phù hợp với cái màu hoặc là cái ý đồ của bạn mong muốn ha brightness thì chúng ta có thể tăng giảm sáng ví dụ như là hình này thì có thể mình sẽ tăng sáng nhẹ lên chút xíu rồi contrast thì nó sẽ tăng cái độ tương phản tăng giảm độ tương phản thì đây bởi vì mình muốn cái màu này nó nhẹ nhàng cho nên là mình sẽ giảm contrast đi chút xíu để màu nó nhẹ hơn ha rồi trend là chúng ta tăng giảm cái sự thay đổi của cái màu mà chúng ta chọn lúc đầu chúng ta giảm đi 0% thì nó về hình ảnh nguyên gốc đơn giản vậy thôi hoặc là mình sẽ tăng lên 100% ha là về cái màu mình muốn chỉnh Ok chúng ta qua phần clarity clarity này nó là cái phần chi tiết ở trên cái hình của chúng ta ha chi tiết có nghĩa là gì nó sẽ tăng cái độ vừa là chi tiết vừa là tương phản luôn cho nên các bạn thể thấy là khi chúng ta tăng lên á thì cái chi tiết trên hình của chúng ta nó sẽ tăng lên rất là nhiều và nó bởi vì có một cái vấn đề là điện thoại của chúng ta đa số điện thoại thì cái độ tương phản nó khá là thấp cho nên là chất lượng ảnh nó cũng sẽ thấp cho nên khi các bạn tăng cái clarity lên nhiều quá thì nó sẽ làm cho hình của của chúng ta nó kiểu như nó bị gắt lên nó xấu không đẹp cho nên là clarity nếu có tăng thì tăng nhẹ thôi đừng tăng nhiều quá ha rồi grain thì nó sẽ làm cho các bạn hiệu ứng nó giống như kiểu là cái noise hồi xưa vậy đó cái, trên những cái phim hình phim hồi xưa đó, nó kiểu đốm đốm đốm, đốm đó, để các bạn tăng lên hết cỡ để các bạn thể thấy được là trước và sau khi chúng ta thêm cái grain vô nó sẽ làm cho cái hình của chúng ta nó kiểu xưa cũ hơn chẳng hạn thế thì đây mình sẽ tăng cái strain nhẹ nhẹ lên thôi ok shadow Shadow thì chúng ta sẽ tăng sáng vùng tối, ha, nó sẽ làm cho vùng tối của chúng ta nó sáng lên. Các bạn có thể để ý ở trên phần uh, cái khu vực mà tóc này uh, hoặc là phần lá cây, thì các bạn có thể thấy là cái phần tối nó sẽ tăng sáng lên và nó làm cho hình của chúng ta nó mượt hơn. Uh, tương tương tự nhưng mà ngược lại là highlight thì chúng ta sẽ giảm sáng ở vùng sáng, ha. Thì chúng ta sẽ, mình có thể giảm nhẹ lại để nó cân bằng chút xíu rồi, uh, rewarm, postwarm, retin và tin thì bốn cái này là bốn cái chúng ta ít sử dụng bởi vì mặc định là những cái camera trên điện thoại chúng ta về cân bằng trắng nó làm việc khá là tốt rồi chúng ta không cần phải chỉnh gì thêm bốn cái này. ha, saturation là độ bão hòa thì các bạn có thể tăng cái độ bão hòa lên để màu của chúng ta nó sẽ đậm hơn hoặc màu nó nhạt hơn tùy ý các bạn. rồi, sharpen là chúng ta sẽ tăng cái độ nét, ha, độ nét của cái chi tiết của chúng ta thì như hình này thì độ nét của mình khá là tốt rồi cho nên là bởi vì mình muốn nó nhẹ nhàng cho nên là mình sẽ giảm cái uh, sharpen số một chút xíu rồi tiếp tục chúng ta sẽ qua phần vignette vignette là cái phần tối góc ha tối góc thì ở đây ví dụ như là các bạn muốn làm cho hình của mình ta nó kiểu style xưa cũ thì có thể tăng cái tối góc này lên còn như ở đây mình đang muốn chỉnh một cái màu nó giống màu ấy, gọi là màu thanh xuân nhá đó. cho nên là mình sẽ không không tăng cái tối góc bởi vì chúng ta muốn hình chúng ta nó sáng đều và nó nhẹ nhàng ha rồi fade là chúng ta sẽ làm cho màu đen nó sáng hơn màu đen sáng hơn ha thì nó sẽ làm cho ta, hình của ta nó sẽ hơi cụt cụt đi giống như kiểu là các bạn coi những cái thước phim hồi xưa vậy đó cái độ contrast nó không tới á, cho nên cái phần màu đen nó sẽ không ra màu đen đó thì nó đơn giản là như vậy thôi rồi dust thì nó sẽ làm cho ta có hiệu ứng nó đó nó kiểu như là bụi dính ở trên cái phim vậy đó thì các bạn hãy nhấn vô cái icon xúc sắc ở phía bên này thì nó sẽ ra ngẫu nhiên những cái kiểu dust cho các bạn như hình này thì mình làm theo style thanh xuân cho nên là mình sẽ để dust về 0% rồi sau khi các bạn chỉnh xong rồi các bạn thể qua phần export để chúng ta xuất cái hình này, hình này ra Các bạn thể lưu về máy hoặc là upload trực tiếp lên Instagram, Facebook và Twitter Đơn giản vậy thôi Ở phần phía trên bên bên trái thì chúng ta có thêm phần crop nữa Thì đây các bạn thể crop theo cái tỷ lệ của chúng ta tùy ý các bạn muốn ha yeah. thì đó là toàn bộ về những cái cách để chúng ta sử dụng cái này những cái màu ở trong cái RNA e Film này nó rất là đẹp và <laughs> cá nhân mình sử dụng rất là nhiều cho nên là mình mới làm video này giới thiệu cho các bạn ha yeah. à, thì đó là toàn bộ video này đó là một cái app cực kỳ đơn giản và cái uh, màu nó cũng rất là ấn tượng cho nên là mình muốn chia sẻ cho các bạn về cái app RNA e Film này là bởi vì vậy đó rồi um, như các bạn biết <laughs> làm youtube thì thu nhập chẳng vào nhiều tuy nhiên là uh, mình mới mở một cái uh, cửa hàng uh, quần áo nam thì nếu như các bạn muốn ủng hộ các bạn có thể qua cái đường link gaza.vn mình để phía dưới này đó thì các bạn này vô đó các bạn mua ủng hộ cho mình cũng được hoặc là các bạn có thể ủng hộ mình đơn giản bằng cách là kéo xuống xíu nhấn nút subscribe đăng ký và comment cho mình biết là ở video sau các bạn muốn mình làm vấn đề gì nha bye bye